Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Thưa quý vị, theo mạng tin tức của CCTV, tuần qua hầu hết vùng Đông Bắc Trung Quốc đã có mưa và mưa lớn, ở một số khu vực đã gây ra lũ lụt và các thảm họa khác. Tính đến 16 giờ ngày hôm qua, 3,973 triệu người tại 115 quận huyện và thành phố thuộc các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang đã bị ảnh hưởng, 95 người chết, 125 người mất tích, 390.000 người phải di rời khẩn cấp và hơn 62.000 ngôi nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng. Diện tích cây trồng bị thiệt hại là 798,2 nghìn ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 17,41 tỷ nhân dân tệ. Sau lũ lụt, Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước rất quan tâm đến tình hình thiên tai tại đây. Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã có những chỉ đạo quan trọng, chỉ rõ mặc dù mùa lũ chính vụ hiện nay mới bắt đầu, nhưng tình hình lũ ở 3 tỉnh Đông Bắc Bộ xảy ra rất nghiêm trọng. Trước mắt là phải dốc toàn lực tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, kịp thời tổ chức đưa dân vùng lũ bị uy hiếp đến nơi tránh an toàn. Sắp xếp ổn định đời sống nhân dân vùng bị lũ lụt. Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC và Thủ tướng của Quốc vụ Viện đã ban hành một chỉ thị yêu cầu Hội đồng Quốc phòng và các ban ngành liên quan hướng dẫn và tích cực giúp đỡ các địa phương tăng cường hơn nữa công tác cứu trợ thiên tai, nỗ lực hết mình để tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, kịp thời chuyển người dân ra khỏi vùng bị đe dọa, tái định cư hợp lý người dân vùng bị thiên tai và những người có liên quan. Theo chỉ thị của Tập Cận Bình và yêu cầu của Lý Khắc Cường, Quốc vụ viện đã khẩn trương cử Thứ trưởng Bộ Dân chính Tưởng Lệ làm trưởng đoàn cùng các đồng chí từ Bộ Tài nguyên nước, Ủy ban Cải cách và Phát triển, Bộ Tài chính, Bộ Đất đai và Tài nguyên, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình và các bộ phận liên quan khác làm việc trong Quốc vụ viện. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia cũng đã cử một số nhóm công tác và nhóm chuyên gia đến khu vực sông Nội Giang, sông Tùng Hoa và sông Hắc Long Giang để kiểm tra, đồng thời chỉ đạo tuyến trước phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cấp phát vật tư hỗ trợ kịp thời. Số liệu mới nhất từ chính quyền Quảng Đông, Trung Quốc cho thấy số người chết vì những trận mưa xối xả gần đây ở tỉnh này đã tăng lên 70 người. Cục Dân chính tỉnh Quảng Đông hôm thứ Hai cho biết tỉnh này vẫn còn 20 người mất tích, 1,73 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và hơn 11.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng. Mặt khác, theo thống kê của Bộ Dân chính Trung Quốc, tại Hồ Nam và Phúc Kiến cũng xảy ra thiên tai lớn, trong đó Hồ Nam có 35 người chết. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng, dự kiến nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn từ thứ Hai đến thứ Ba. Theo các báo cáo, mực nước của 4 con sông lớn ở Quảng Đông đã tăng lên ở các mức độ khác nhau và lượng mưa ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh, thậm chí đã đạt đến mức 220 năm mới có một lần. Đài quan sát khí tượng Trung ương chỉ ra rằng phạm vi mưa lớn bao gồm Đông Nam Hồ Nam, Nam Giang Tây, Trung và Nam Phúc Kiến, hầu hết Quảng Đông và Đông Quảng Tây, một số khu vực còn kèm theo dông bão ngắn ngày và gió mạnh. Lưu vực Tứ Xuyên ở phía Tây Nam Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong những ngày gần đây, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến 2,75 triệu người. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên cho biết lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi trong tỉnh. Tính đến 19 giờ ngày hôm qua, 15 thành phố và 45 quận bao gồm Thành Đô, Đức Dương, Lạc Sơn, Nghi Tân, Nội Giang đã ảnh hưởng đến tổng cộng 2,75 triệu người và 150.000 người đã được chuyển khẩn cấp. Theo Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên, lượng mưa lớn cũng làm thiệt hại khoảng 128.000 ha cây trồng, làm hư hỏng 15 hồ chứa và hư hỏng 43 bờ bao. Truyền thông Tứ Xuyên cho biết hiện tại quá trình mưa lớn đã kết thúc nhưng một số nơi ở Miên Dương, Đức Dương, Quảng Hán và những nơi khác vẫn có mưa xối xả. Các chuyên gia khí tượng cho biết đợt mưa vừa qua cơ bản đã kết thúc nhưng một đợt mưa mới sẽ đến từ ngày mai tới 2 ngày tiếp theo. Khi đó, trên lưu vực sẽ xuất hiện một đợt mưa dông lớn khác theo hướng từ Tây sang Đông. các chuyên gia của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết tất cả các vùng của Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn quan trọng để kiểm soát lũ lụt vào tháng tới. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và thảm họa do mưa lớn diễn ra bất thường hơn. Đồng thời, bước sang tháng 6, bão hoạt động mạnh, Giang Nam, Nam Trung Quốc và những nơi khác cần chuẩn bị trước bão để đề phòng ảnh hưởng của bão và các thiên tai thứ cấp có thể xảy ra. Lưu vực Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc cũng đã trải qua lượng mưa lớn trong những ngày gần đây, gây ra thảm họa nghiêm trọng và gây thương vong. Tại thành phố Đô Giang Yển, cách thành đô thủ phủ Tứ Xuyên hàng chục km về phía Tây Bắc, sáng thứ Sáu, một vụ lở đất quy mô lớn đã xảy ra tại một ngôi làng, 13 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 30 người bị chôn vùi. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, địa điểm xảy ra thảm họa sạt lở đất là Vô Hương, thuộc làng Tam Tây, thị trấn Trung Hưng, thành phố Đô Giang Yển, khu vực sạt lở đất rộng khoảng 2 km². Truyền thông Trung Quốc cũng mô tả tình trạng mưa xối xả tại địa phương, tầm nhìn hạn chế và khó khăn trong việc điều khiển các phương tiện đã làm gia tăng khó khăn trong công tác cứu hộ. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin trên truyền hình cảnh quay một công nhân được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong nước lũ ở Đức Dương, Tứ Xuyên, trong đó cũng cho thấy một nhà máy bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, cầu Bàn Giang ở thành phố Jiangsu, cách thành đô khoảng 230 km về phía Bắc, đã bị sập hôm thứ Ba, khiến 8 phương tiện và 17 người mất tích. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, lưu vực Tứ Xuyên bao gồm cả thủ phủ thành đô của Tứ Xuyên đã trải qua lượng mưa lớn trong 3 ngày, gần bằng lượng mưa trong trận lũ lụt Tứ Xuyên vào mùa hè năm 1981. Cục Khí tượng cũng cho biết mưa sẽ tiếp tục vào đêm thứ Tư. Nếu mưa tiếp tục, lượng mưa năm nay có thể vượt lượng mưa năm 1981. Tình hình rất nghiêm trọng, các quan chức Trung Quốc cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến khoảng 550.000 người ở Tứ Xuyên và Vân Nam, buộc hơn 32.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc cũng từng hứng chịu thảm họa động đất nghiêm trọng vào năm 2008, khiến khoảng 90.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Kính thưa quý vị, có ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 16 người mất tích khi lũ lụt ngày càng gia tăng ở Đông Bắc Trung Quốc. Các quan chức tỉnh Hắc Long Giang cho biết vào cuối ngày thứ Sáu, lũ lụt đã khiến 21 người thiệt mạng và 13 người mất tích trong tỉnh. Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Bảy rằng lũ lụt ở tỉnh Cát Lâm đã khiến cho 13 người thiệt mạng. Tân Hoa Xã cho biết một vết nứt dài 450 m đã xảy ra trên kè Hắc Long Giang ở nơi hợp lưu của sông Tống Hoa phía đông bắc và Hắc Long Giang vào tối thứ Sáu. Vụ vỡ kè xảy ra tại đồn biên phòng số 3 của kè dòng chính Hắc Long Giang, tại trang trại 290 của Cục Cải tạo đất Hắc Long Giang đến cửa sông Quanh Co. Vụ vỡ đê đã ảnh hưởng đến 280.000 ha đất canh tác, 7 trạm điều hành của trang trại và 9 ngôi làng ở huyện Tùy Tân, thành phố Hà Cương, tỉnh Hắc Long Giang. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Do mưa liên tục, các con sông lớn ở Đông Bắc Trung Quốc bao gồm Hắc Long Giang, sông Tùng Hoa và sông Nội Giang đã bị lũ lụt. Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin lũ lụt ở Hắc Long Giang là tồi tệ nhất trong 36 năm qua, trong khi thượng nguồn sông Nin lại xảy ra trận lụt thảm khốc hơn 60 năm mới có một lần. Theo thống kê của Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia, hơn 3,9 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở 3 tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Nội Mông. Gần 15.000 ngôi nhà bị sập. Phần đảo Hắc Hạ Tử của Trung Quốc nằm ở biên giới Trung-Nga đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Thảm họa lũ lụt cũng gây thiệt hại cho một diện tích đất canh tác rộng lớn ở Đông Bắc Trung Quốc, nơi được cho là vựa lúa của Trung Quốc. Theo thống kê của Cục Phòng vệ Quốc gia, diện tích bị ảnh hưởng là khoảng 2,7 triệu ha. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đưa ra dự báo thời tiết hôm thứ Bảy nói rằng sẽ có mưa to hoặc thậm chí mưa lớn ở Đông Nam Cát Lâm và Đông Bắc Liêu Ninh trong ngày hôm đó. Trên thực tế, nhiều nơi ở Đông Bắc Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh đã trải qua một đợt mưa xối xả và mưa lớn vào thứ Năm và thứ Sáu. Trong số đó, Mông Cổ, Liêu Ninh đã trải qua trận mưa xối xả 292 mm vào thứ Sáu. Đây là lượng mưa lớn nhất ở khu vực địa phương trong 70 năm qua. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo mặc dù mưa sẽ yếu dần trong vài ngày tới, nhưng dự kiến sau thứ Năm tới, vùng Đông Bắc Bộ có thể có mưa lớn. Mưa lớn đã đổ bộ vào Hắc Kỷ Liêu ở Đông Bắc Trung Quốc và các tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây ở phía Nam. Theo thống kê của Bộ Dân Chính, ít nhất 115 người thiệt mạng và 125 người mất tích. Mưa lớn, gió giật mạnh và mưa đá đã xảy ra ở Đông Bắc Bộ trong nhiều ngày qua, thống kê do Bộ Dân Chính công bố hôm thứ Hai cho biết, một tuần qua, mưa lớn và lũ lụt đã khiến 74 người chết và 97 người mất tích ở Liêu Ninh. Tại Cát Lâm, 25 người chết, 16 người mất tích và tại Hắc Long Giang, 16 người mất tích. Do chịu ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn và lũ lụt xảy ra ở 3 tỉnh miền Nam Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam. Quảng Đông có 32 người chết và 18 người mất tích, Quảng Tây có 16 người chết, Hồ Nam có 15 người chết và 4 người mất tích. Tổng cộng 1,83 triệu người đã được di chuyển khẩn cấp ở 6 tỉnh và tổng số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa đã vượt quá 12 triệu người. Theo thống kê của Bộ Dân Chính Trung Quốc, thiệt hại kinh tế trực tiếp tại 6 tỉnh đã vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, lũ lụt cũng gây thiệt hại nặng nề với nông nghiệp tại các tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn này. Hơn 270.000 ha đất canh tác bị mất mùa do thiên tai, có thể khiến giá lương thực biến động. Mưa lớn ở Quảng Đông gây sạt lở dọc tuyến Bắc Kinh - Quảng Châu, hơn 7.000 hành khách mắc kẹt trên tàu, hàng chục nghìn hành khách bị chặn đường đi lại. Hiện toàn bộ hành khách bị mắc kẹt đã được sơ tán, nhưng hoạt động đường sắt vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Ngoài ra, người dân Quảng Đông thường chỉ trích công tác cứu trợ thiên tai của địa phương, cho rằng tình hình thiên tai ở Quảng Đông đã bị lãng quên. Một cư dân mạng từ Quảng Đông đã đưa ra tuyên bố dưới bản tin của Sina.com về thảm họa ở Đông Bắc Trung Quốc và hỏi, còn chúng tôi ở Quảng Đông thì sao? Sina Weibo Mao Mao, tôi vừa nhận được nhật báo Nam Phương và tôi đã đọc nhanh trang nhất. Đó không phải là báo cáo về lũ lụt ở tỉnh Quảng Đông của chúng tôi, mà là đoạn Quảng Đông của tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu đã hoàn thành ngày hôm qua. Điều đó có quan trọng đối với cuộc sống của người dân hay nền kinh tế không? Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!